thiệt hại hết nhiêu lắm? 9 tỷ. 9 tỷ hả? Ai trả? 9 tỷ đồng 2 tỷ còn đi cũ. Không gì không, 4 tỷ đi, mình 50 đồng thôi. Nè, quánh chỗ để rồi. Ủa cái đường xuống luôn. Ủa, hai xe mình không? Mình với ai? Ai bỏ cà phê chai vô vậy? Cho đi thú anh Lâm. Em về trễ rồi mấy đứa à. Mày không đưa cái tiền cho bà Hồng thích tiền hả? Thiệt vô đi, ngại gì nữa. Cái này mà mua mà không tặng là chết tiền á. Nó tính tiền thẳng với mình rồi. Cái đó để dưới chân đi, dưới chân. Mua lên lửa mua nhiều chứ bạn. À, mua một cái tặng hai cái đó. Thằng Đinh đem hai cái thùng bự ở trong phòng cất đi. Để ngoài xe đây hay cất. Để xe đi không? Nổ che xe vô. Điên nổ. Để vô hư ông nội ơi. Để ra sau bếp á. Khi vô đi. Hồi mai ra xe banh nữa. Nè giữ lên xếp lên cho. Giữ đây nè, cầm cái nặng. Chứ bỏ anh đi. Nó cái thùng to rồi không để trước đi. Ngu thì không có giới hạn thôi. Ăn thôi. Ngu mất giới. Được rồi. Còn thùng nữa nè. Mày không lo kiên đồ đi quay quay gì mày. Kéo lại mấy cây. Đục cái ly trà xanh ngoan luôn nè. Đọc đi 10 phút chiều đi luôn. Cố đâu? Đi. Sao đâu? Lắp lại mà. Cái này nè. Biết bắn cho. Biết rồi. Nè, bay nguyên cây luôn. Bỏ vô ống á. Mới nhóc con lão này ra xem nó bay vô trong luôn á. Đồ mày điên quá. Là không được đừng cắm thước bỏ vô ống á. Treo chuẩn bị cho ngoài đó. Chứ mình cũng biết nó rất là. Nhét vô. Nhét hết vô luôn hả? Được bắn chưa? Chưa, bắn sờm. Sờm hả? Thì đó, đưa mình bỏ đây nè, cái dây nó lòi lên xong rồi bắn thôi. À. Đục. Nó đào sâu quá rồi. Lập lại. Không để dẫn được. Để tức là đốt được không? Thì mình lắp đất dưới đây thôi. Bỏ cái trừ cái lỗ, bỏ cái kia thôi. Được rồi đó. Cái đục này hả? Ừ, nó lòi cái dây lên nữa. Mày giữ cái này coi. Làm gì vậy? Giữ cái này cho nó méo méo qua đây rồi đó. Sâu dữ vậy? Lỡ đào ai biết. Lắp thêm xíu đi, cho nó cao.
Kệ. Đâu có quay dưới đây đâu mà lo. Giờ treo luôn hả? Giờ treo luôn hả? Hôm nay có mưa không trời? Lỡ tối mưa sao? Đây này nhá. Để nghiêng khoảng 75 độ á. Chiếu ra ngoài thôi được rồi. À, bỏ đây cũng được nha nè. Đây có lửa nè. Thôi phải bỏ đó. Nè nè. Nhét kê vô đó. Ở đây cho gần. Đó, nguyên đúng 75 độ. Té thử con trái không? Thử nè. Trong sâu rồi đâu sợ đâu đây. Tối giận luôn. Cái này khá thật. Tí mở bài, tối mở bài. Cái này mà không gì là nó đứt. Ở trong lái chân rồi. Đứt hả? Ý là mình đầu tiên chỗ tháo là nó đứt dưới chỗ đất. Nó có cái chỗ lộn từ đầu. Cái này là ở cuối cùng. À. Cái trái thứ hai thì nó dài hơn này một chút. À. Cái thứ ba nó dài dài hơn chút. Nó nối nhau rồi bắn liên tục. Cầm cuộn hả? Cầm cuộn hả? Dạy đất người ta. Dài cắn những dây ngắn nè. Làm sao cái đó ngắn vậy? Bắt tay rồi. Hay là máy thêm cây nữa. Tao đỡ đây đó cắt cho một cái đúng không? Chích ra, chích ra. Ống là trái bắn vô đầu ngu kia nè. Trời ơi. Ngon ngon ngon. Đang sớm. Đồ nứt luôn rồi. À, nhìn giống đám cưới vậy nè. I ain't got no hook, them shits, I'm still not seeing y'all. Little bitch.